Thưa quý vị, báo chí Hoa Kỳ đã đăng tải một video ghi lại khoảnh khắc thoát tim khi cá sấu dài 10 feet lao vào người phụ nữ 85 tuổi trước khi kéo và giết chết bà ở hồ Florida. Một cuộc gọi 911 đau lòng đã cảnh báo cảnh sát về vụ cá sấu tấn công chết người ở Florida, tấn công một người bà yêu quý. Trong video mới được công bố, có thể thấy bà cụ đang dắt chó đi bộ, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hồ nước trước khi con cá sấu trồi lên khỏi mặt nước. Con cá sấu có thể được nhìn thấy tạo ra những con sóng gần đó trước khi lên bờ lao vào bà cụ và chú chó con. Cụ Gloria Search, 85 tuổi, bị giết khi đang dắt chó đi dạo qua Spanish Lakes Fairways, là một cộng đồng người hưu trí với cư dân hơn 55 tuổi ở Fort Pierce, Florida. Con cá sấu đang ẩn nấp trong hồ nước ở trung tâm cộng đồng hưu trí này. Khi Gloria dắt chó đi dạo, theo WPTV, con chó nhanh chóng chạy đi sau khi nhận thấy con cá sấu và có thể thấy Gloria nhảy lên khi con cá sấu tấn công bà. Người hàng xóm Carol Thomas, 76 tuổi, đã gọi 911 và kinh hoàng chứng kiến con quái vật này nhảy lên khỏi mặt nước và ngoạm lấy con chó của Gloria trước khi bà bắt đầu chống trả. Carol kêu lên trên điện thoại. Oh my God. The Carol chứng kiến con cá sấu kéo Gloria xuống nước, bỏ lại con chó của bà trên bờ. Carol đã cố gắng giúp bà thoát khỏi cá sấu bằng cách dơ một cây sào để bà bơi tới nhưng sau đó Gloria đã chìm hoàn toàn sau đó Carol đã cố gắng giúp đỡ chú chó con đang rất sợ hãi người hàng xóm bàng hoàng trời ơi tôi không thể làm được gì tôi nhìn thấy bà ấy bà ấy đang chới với trong hồ Gloria bỏ lại gia đình sau vụ tấn công kinh hoàng này con cá sấu đã bị các nhà chức trách khống chế và đưa ra khỏi khu vực chú chó con của bà gloria đã sống sót sau thử thách kinh hoàng